có bao nhiêu tiền mình làm hết luôn. Khi mà mình có sự cạnh tranh thì chứng tỏ là cái sản phẩm này nó work. Không có thương hiệu, không ai mua bạn. Cầm những cái thiết kế chắc chắn như vậy nè, người ta không tin, đến điểm này cũng không có tin. Trong cái cốc này nó tạo ra những hạt nano rất là li ti. Bên này em tưởng này là cái bánh bột lan. Hôm nay kêu được $1,000,000 là giàu rồi. Cứ sáng nào thức dậy mình cũng thấy thật là khỏe khoắn, thật là tràn trề năng lượng. Đúng vậy. Tại vì chị đã có lần dặn em đó, Ngọc Trai, buổi sáng thức dậy mình phải làm gì? Phải tập thể dục. Ít nhất là dù không có thời gian thì 5 phút, 10 phút. Thì sau những cái lần chị nói em vậy thì giờ tiến bộ chưa? Thực sự mà nói á, thì nếu mà em nói tiến bộ liền á thì là chắc chắn là xạo rồi. Nó phải có cái thời gian từ từ á chị. Tại vì là em quen ngủ á là tới phải là 9-10 giờ em mới dậy. Bây giờ làm được gì rồi? Thì nói chung á thì cũng ráng nghe lời chị, không sáng thức dậy rồi xong rồi cũng tập thể dục á, chạy bộ kiểu gì? Dài vòng. Chạy bộ ha. Đó, chạy bộ một dài vòng. Dạ, một vườn hoa trên tay. Trời ơi, một vườn hoa. Xin dạ, chào đây, anh. Đây, cái này thì cứ để em cầm cho. Đây, xin mời anh. Dạ rồi. Cái này tạm thời để đây nha. Xin chào hai bạn MC thì hôm nay tới chương trình. Anh có món quà nho nhỏ. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Lãng mạn dữ vậy ta. Hoa đúng rồi. Ra vườn hoa em chơi. Thôi bây giờ chị ngồi xuống chị ơi. Mời anh à. Thường á là em sẽ có những cái câu hỏi nhanh đó, giống như là mình hỏi nhanh đáp gọn á là để cho anh trả lời. Nhưng mà hiện tại bây giờ là em muốn có một điều đặc biệt hơn là anh sẽ có 30 giây để mà là tự nói về bản thân mình. Dạ, yeah, 30 nha, giây 30 bắt đầu. Nói chung là mình suy nghĩ cái gì mình nói đó nha. Mình là nông dân công nghệ cao. Thường là xe đề đầu, tấm ít đề đầu. Yeah. Chưa có gia đình. Chưa có gia đình nha. Rồi, còn món ăn thì nói chung là có biệt danh là ăn rất là tốc độ, ăn tốc độ. Ăn nhanh hơn trái đầu. Món gì cũng có thể ăn được, từ chua, cay, ngọt, mặn, đắng. Vậy là anh ăn bất chấp. Ăn được là ăn hết, cái gì ăn được không chết là ăn. Cảm ơn chú rất nhiều về những chia sẻ đó. Và dĩ nhiên mọi người sẽ chú ý đến một phần giới thiệu này, đó chính là việc anh là nông dân công nghệ cao. Đến giờ phút này vẫn chưa hiểu lắm hai khái niệm này làm sao mà chập vào một. Tại vì nông dân thì thường người ta hình dung tới một cái gì đơn giản ở trên ruộng đồng. Còn công nghệ cao thì là gắn với một cái gì đó là buộc lòng phải đào sâu nghiên cứu. Hai cái này mình ráp vô nó như thế nào anh? Trước kia là nhà anh thì cũng ở dưới Cần Thơ, cũng ở dưới quê. Và trong quá trình học thì anh mê về công nghệ cho nên anh đi học nhưng mà anh học về công nghệ. Một vài năm gần đây thì anh thấy những cái vấn đề liên quan tới ăn uống rồi thực phẩm vệ sinh này kia đồ gì đó, trong đó thì anh thấy được một cái vấn đề, có nghĩa là mình có thể cải thiện được cái việc rau sạch. Yeah. Cho nên là anh nghĩ ra cái việc mà thiết kế một cái hệ thống tưới thông minh để có thể thứ nhất là đáp ứng cho đối với những cái người ở nhà phố thì người ta có thể có rau sạch để ăn mà không tốn công chăm sóc. Yeah. Rồi hai nữa là đối với những cái người nông dân thì người ta có thể tưới tự động, mà người ta tại vì thường là nông dân làm thủ công nó rất là cực và mất thời gian thời gian nữa. Dạ. Cho nên là cái hệ thống này thì nó giúp được một phần là để cho người nông dân đỡ cực trong cái việc lao động thủ công. Dạ, hệ thống mình tên gì anh? Là Big Green. Big Green tức là cái gì? Màu xanh lớn. Một cái màu xanh bao la. Màu xanh lớn nghe nó không lãng mạn. Một màu xanh bao la, một màu xanh tràn trề, đúng không anh? Thì cái này là mình dịch sát nghĩa rồi mà, cần thiết gì đâu lãng mạn vậy. Nhưng mà cụ thể anh đang đưa một cái hệ thống này lên đây thì cái này có liên quan gì tới cái hệ thống anh nói không? Có nghĩa là đối với thực tế thì anh đã lắp một số nơi như là vườn cam, vườn tiêu, vườn trồng rau. Yeah. Còn ở đây là anh làm lại một cái mô hình thu gọn. Cho mọi người thấy được cái cách hoạt động. Nó có vận hành được ngay đây không? Nó có thể vận hành được. Rồi, vận hành được thì mình làm luôn. Bây giờ làm sao đây? Anh sẽ rất là đơn giản đúng không? Chỗ cái này mình cũng mới nào Ngọc Trai học nha. Về nhà làm cho bạn gái hết hồn. Rồi, lấy điểm lắm luôn ha. Thiệt đó chứ. Đây là cái que cảm biến. À. Chức năng của cái que này là có thể đo được độ ẩm đất. À. Có nghĩa là khi mình cắm vào thì nó có thể biết được là độ ẩm hiện tại nó đang là bao nhiêu. Tức là để mình biết cái lượng nước là bao nhiêu phải không anh? Đúng rồi. Tức giống như là nếu nó đang dư nước rồi thì mình không tưới nữa. Đúng Nhưng rồi, nếu đúng nó đang thiếu nước, đang khô hạn nước thì nó sẽ tự động nó tưới. Hay quá. Còn đây là cái thanh cảm biến để đo về thời tiết. Có nghĩa là nó sẽ biết được là khi nào trời nắng và khi nào là trời mưa.
Hay quá. Đây, đây, sau khi mình kết nối vào thì nó sẽ hiển thị những cái thông số trên cái app. Rồi. Thì ở đây là nhiệt độ là 22 độ. À, độ ẩm hiện tại là đang là 51%. Dạ. Rồi hiện tại thì cái que cảm biến trời mưa này anh đang cắm vào trong nước cho nên ở đây nó báo đây là trời mưa. À. Có nghĩa là mình có biết được là đang trời mưa. Và hiện tại là nó có thể điều khiển được cái tưới từ xa, thì ở đây nó có cái van điều khiển. À, rồi. Thì khi mà mình bấm điều khiển như vậy thì đó, nó sẽ bơm. Đây đang lên, đang lên. À. À, như vậy là như mình đã hiểu cái cơ chế hoạt động của hệ thống tưới thông minh của anh đúng không? Thực ra đây chỉ là một cái mô hình để mà mọi người dễ hình dung. Còn thực chất khi mà nó được ứng dụng ở trong những cái sân thượng, những ngôi nhà và đặc biệt là trên ruộng đồng người nông dân thì nó sẽ biểu hiện ở quy mô lớn hơn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà để mình tạo ra một cái hệ thống tưới như vậy thì nó có phức tạp hay không? Đối với người sử dụng thì nó rất là đơn giản, có nghĩa là anh trước giờ là anh đã cung cấp cho một số khách hàng theo cái cách là chọn gói, có nghĩa là mình tư vấn vừa lắp đặt tất cả mọi thứ và bảo hành luôn, có nghĩa là người nông dân chỉ cần cầm cái smartphone là có thể sử dụng được. Dạ, tức là trên đó nó có những cái biểu hiện, những công cụ rất là đơn giản, đúng rồi, như chọn cái lúc nào là bơm nước, chọn cái lúc nào là tắt đúng không? Đúng vậy rồi. Thôi. Ồ, rất đơn giản. Cho em hỏi á, thứ nhất á là về giá thành của cái sản phẩm này là bao nhiêu một bộ trọn vẹn luôn á? Chứ lại có một điều nữa là em thấy á, là dù cái này nó chỉ là một cái mô hình thôi nhưng mà là đa phần á là những cái công cụ như vậy nè, nếu mà là nó tiếp xúc nhiều với nước như vậy thì là nó có an toàn không anh? Cái thiết bị này là nó sử dụng điện DC, có nghĩa là điện một chiều, điện này là không có giật. Dạ. Là không có nghĩa là rất an toàn đối với người sử dụng. Dạ. Nếu vậy thì là cái giá thành của trọn bộ một cái sản phẩm mà thường là anh lắp cho các nhà nông á thì là bao nhiêu anh? Một cái bộ như vậy anh lắp cho trọn bộ là giá là 3 triệu một bộ. 3 triệu một bộ. Tức là bao gồm cả dụng cụ lẫn cái công lắp đặt. Đúng rồi, công lắp đặt và bộ điều khiển. Nó phải tùy quy mô chứ anh hả? Ví dụ như tùy cái diện tích ruộng, nếu mà ruộng lớn, ruộng nhỏ thì anh sẽ lắp bao nhiêu phần, bao nhiêu cái chứ chỉ một cái thôi. Đối với một cái bộ như vậy thì có thể áp dụng cho cái diện tích khoảng 2.000 m². Ồ. 2.000 m². 2.000 m². Vậy là chỉ cần có một bộ vậy thôi. Vậy là quá rộng luôn đó. Còn những cái gia đình trồng rau nhỏ thì anh cũng vẫn dùng một cái máy như vậy à? Đối với những gia đình trồng nhỏ thì anh có một cái phiên bộ bản nhỏ khác hơn. Là hơn. Rẻ hơn nữa. Giá thành rẻ hơn. Ồ, nhưng mà em vẫn nghĩ với cái mức giá thành đó thì nó cũng hơi thấp ha. Em cứ tưởng là vài chục triệu mà nó thấp như vậy thì anh vừa tốn công nào là tới nơi lắp đặt, kiểm tra về những cái yếu tố nó phù hợp, rồi phải hướng dẫn sử dụng cho người nông dân, rồi bảo hành trong cái quá trình hư hao. Thì em không biết rằng là mình đang kiếm tiền hoặc là mình chỉ đơn thuần là muốn giúp đời vậy. Anh nghĩ là thứ nhất là mình có cái tâm huyết trong đó, có nghĩa là trong một phần có thể giúp ích cho xã hội, và thứ hai nữa là thật ra là cái sản phẩm này là tự nghiên cứu hoàn toàn, cho nên là từ cái việc mà sản xuất nó chi phí nó cũng không có nghĩa là mình không phải tốn cái phí R&D, có nghĩa là phí việc nghiên cứu á. Dạ. Nhưng mà hiện giờ anh đã đăng ký bảo hộ cái sản phẩm này chưa? Có nghĩa là anh có đăng ký cái sản phẩm này rồi. À, coi như là sở hữu trí tuệ đúng không? Bản thân anh nói rằng là nó cũng không có tốn nhiều cái công nghiên cứu phát triển, bởi vì chính bản thân anh nghĩ ra và làm nên đúng không? Đúng rồi. Vậy để mà thực hiện những cái vụ lắp đặt này, anh có những cái người cộng sự để làm hay là đích thân anh? Anh nghĩ là nếu mà đi đâu đó thì cũng đi đại khái là đi làm những cái việc gì đó mà nó phức tạp là mình phải có đồng đội. À. Phải có đồng đội thì anh có bao nhiêu người đồng đội? Hiện tại giờ là anh có được 4 người đồng đội. 4 người đồng đội. Và thị trường của anh chính là ở đâu? Miền Tây. Miền Tây. Thường anh hay nói vui với mọi người là anh là dân miền Tây gốc mít. Tại vì miền Tây thì nó rất là dễ lý giải, bởi vì đó là nơi đồng ruộng bạc ngàn, cây cối xum xuê. Nhưng mà em lại nghĩ rằng anh tại sao chưa đánh ra những cái thị trường khác, khi mà nhu cầu ngày nay về rau sạch, về cái khu vườn trong ngôi nhà đang rất là lớn, đúng không ạ? Thì hiện giờ anh đã có cái ý định đó chưa? Đúng rồi, tại vì là em cũng thấy là với cái mức chi phí như vậy, em nghĩ là anh sẽ rất là dễ dàng cạnh tranh với lại những cái nhãn hàng mà là về cái hệ thống tưới tiêu thông minh khác luôn á. Tại vì ở trên thị trường bây giờ là có khá là nhiều nhãn hàng là có cái hệ thống tưới tiêu thông minh này, nhưng mà là giá thành của nó lại hơi cao. Nhưng mà hiện tại bây giờ là giá thành sản phẩm của anh nó lại thấp nữa. Thì tại sao mà anh lại không nhân rộng nó ra để mà cạnh tranh với lại người ta? Thật ra thì nói tới cái vấn đề này nó hơi nhạy cảm tí, nói chung là về vấn đề về nguồn lực. À. Có nghĩa là hiện tại giờ thì để triển khai rộng thì mình cũng phải
quảng bá rồi PR marketing này kia rồi. À, nhưng mà do là bị hơi hạn chế. À, cái đó thì... Không biết là trong chương trình này khi sáng nay phát, không biết cái nhà đầu tư nào đang ngồi trước màn hình hay không, biết đâu được họ lại đầu tư cho anh. Bởi vì rõ ràng với cái trí tuệ mà anh đã sáng tạo ra, với chi phí khá là thấp thì nó không khó khăn lắm để mà mình nhân rộng ra. Biết đâu được là anh cũng sẽ sớm có được cái sự phát triển với cái kế hoạch đó. Nhưng mà vậy thì đến thời điểm này anh đã bán được khoảng bao nhiêu cái hệ thống này rồi cho thị trường miền Tây? Anh bắt đầu cái kinh doanh cái này khoảng 4 tháng này. Mới có 4 tháng thôi. Yeah. Được bao nhiêu rồi? Thời gian 2 năm mấy là nghiên cứu. Bây giờ có nghĩa là lên núi luyện công xong rồi giờ xuống núi. Xuống núi. Thì 4 tháng mấy thì anh bán được khoảng mười mấy bộ. Mười mấy bộ. Thì theo anh á, so với cái công lao 2 năm qua mình nghiên cứu, phát triển và ra thành phẩm, thì doanh thu đó, cái số lượng đó có đạt được cái mong muốn của anh bước đầu khởi nghiệp chưa? Thật ra thì nếu mà nói so với cái chi phí mà mình đã bỏ ra nghiên cứu đối với cái thu được thì nó rất là bé. Dạ. Yeah. Nhưng mà tất nhiên là cái gì cũng vậy, nên có nghĩa là để mình làm được cái gì đó thì mình cũng phải từ từ thì cũng từng bước để xây dựng. Em đang nghĩ bốn người của anh và mấy cộng sự của anh đúng không, làm ra bán được mười mấy cái máy trong vòng 4 tháng. Hiện giờ mấy anh có phải làm thêm một cái việc gì khác để mà có chi phí và thu nhập để mà sống hay không? Hiện tại thì các bạn cũng có việc riêng, với lại hai nữa là những cái bạn mà làm chung á cũng có tâm huyết, cho nên mặc dù là nó hơi bị khởi nghiệp nó chưa bao giờ là dễ dàng cả. Trong chương trình này chúng tôi luôn luôn nói với khán giả rằng là đừng có nhìn những cái nhà khởi nghiệp rất thành công mà nghĩ rằng những cái con đường từ bước khởi đầu của ai cũng dễ dàng và trải hoa hồng, phải không anh? Có những người, những trường hợp như là đó đã có những bước đầu tiên như vậy, nhưng chính vì thế mà sau này họ mới có những cái bước phát triển cao hơn, đúng không anh? Nên anh Trí, vậy thì kế hoạch gần nhất của anh trong năm 2017 là gì? Nghĩa là hiện tại bây giờ thì kế hoạch nó, cái sản phẩm nó đã tương đối hoàn chỉnh, nghĩa là qua một cái quá trình khoảng hơn 2 năm để mà vừa nghiên cứu rồi vừa cải tiến, thì năm 2017 này sẽ tập trung vô cái phần kinh doanh nhiều hơn. Kinh doanh nhiều hơn và marketing nhiều hơn, phải không? Đúng rồi. Hiện giờ thì câu này thì nó hơi chuyên môn một chút xíu. Theo anh thì cái hệ thống tưới của anh thường thì người nông dân hãy chọn lựa cho những cái sản phẩm nông sản nào? Cái này là nó phù hợp cho tất cả, thường là trồng rau, trồng tiêu, trồng thanh long, trồng nấm. Nhưng mà lúc nãy từ đầu anh nói rằng là nó liên quan tới cái chuyện sạch, rau sạch hay là trái cây sạch hoặc là nông sản sạch. Em thấy nước là nước thôi chứ có gì đâu. Ví dụ như trong nước của anh mà có bỏ thêm cái chất gì á thì mới nói là nó đặc biệt. Nếu mà theo ý chị Quỳnh đó là chắc chắn là anh cũng phải có một cái bộ phận nào trong đây để mà lọc được cái chất lượng nước nữa. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì có nghĩa là vì như vậy nè, thường là khi mà đối với những cái người mà trồng rau mà trồng bình thường á thì nó liên quan tới cái chuyện là họ không có, do họ tốn nhiều công sức trong việc chăm sóc tưới tiêu cho nên là thường là họ sẽ sử dụng những hóa chất gì đó để thay cho cái việc chăm sóc. Thì cái bộ điều khiển này nó sẽ giúp cho họ giải quyết được cái vấn đề đó. Với lại hay nữa là hiện tại bây giờ thì cái nhu cầu về rau sạch rất là lớn và những cái nhà vườn người ta trồng về rau sạch cũng rất là nhiều. Tức là bị họ, nhưng mà họ lại bị hạn chế về cái việc tưới tiêu. Đúng rồi. Bây giờ anh có cái hệ thống này thì phát triển giúp cho họ, khuyến khích họ phát triển thêm cái mô hình về rau sạch. Em đã hiểu rồi. Rồi, đây trước mặt anh chính là thử thách anh Trí. Xin mời anh đứng dậy ạ. Đây, khoan vỗ tay, cứ từ từ vỗ tay. Rồi, hiện tại bây giờ là anh không biết trong đây nó có gì đúng không? Đây, có cái này là dành cho anh, tạm thời là anh cầm nó đi. Trước mặt anh là có ba cái thùng. Và trong ba cái thùng này là ẩn chứa những cái vật rất là bí mật. Nó có thể là con vật, hoặc nó có thể là đồ vật. Em không biết nó là cái gì cả, thấy không? Tại vì hồi nãy là anh nói là anh là cũng là mà xuất thân từ nông dân, thấy không? Với lại là anh rất là dễ ăn, dễ uống. Thì hiện tại bây giờ là chúng tôi đã chuẩn bị khá là nhiều vật dụng ở trong đây, thậm chí là đồ ăn cũng có luôn. Cho nên là nếu như mà có cái vấn đề gì mà anh thấy mà anh ăn được á, bóc mà ăn được á, thì anh cứ ăn thoải mái luôn ha. Còn nếu mà ăn không được thì đừng ăn nha. Rồi, hiện tại bây giờ là chắc là anh đeo vô đi. Đây, hiện tại bây giờ là em cần biết là cái này nó có hoạt động tốt không. Rồi, số mấy anh? Không thấy đúng không? Rồi, vậy là tốt rồi. Tạm thời là anh tháo ra. Đây, lấy ánh sáng xíu, đứng lại gần đây nha. Rồi, bây giờ anh chưa được nhìn đâu, nhưng mà khán giả của em sẽ được nhìn trước ha. Không biết ở trong đây nó có gì. Chắc là cái gì đó. Thấy rồi đúng không? Đó.
Rồi, nói chung bây giờ là đây. Chắc là cái gì đó rất là hấp dẫn. Hấp dẫn lắm anh, trời ơi, đồ ăn mà anh. Thiệt. Đồ ăn đó, đừng giỡn. À, anh có được quyền sờ mó không? Được quyền sờ mó chứ anh. Đó, công việc của anh hiện tại bây giờ là sờ mó mà tại vì anh đâu thấy gì đâu. Khoan, để cho em hỏi anh nè, anh thích ăn cái gì nhất? À, kem. Nói chung là rất nhiều món anh thích, miễn sao mà ăn mà không chết là được. Lúc nãy nghe kể rồi, anh nói anh ăn cái gì cũng được đúng không? Anh bất chấp mà chị. Bất chấp. Ok, được. Bây giờ thì mình bắt đầu cái thùng đầu tiên đi. Anh sẽ bắt đầu với cái thùng bên tay phải. Khoan anh. Anh có tự tin không? Tự tin, rất là tự tin. Rất là tự tin đúng không? Rồi, vậy thì mạnh mẽ lên nha anh. Ê, cha cha. Con gì đây ta? Con hình như là con ớt. Anh bắt đâu anh chứ anh đừng có khuấy nó mà nó chóng mặt anh ơi. Anh khuấy nó kìa, nó chóng mặt lắm anh. Để cho nó chóng mặt như vậy đó. Con con chuột. À, con chuột. Rồi, bây giờ tới cái thùng cuối cùng. Đây, cái thùng giữa. Để coi anh làm cái món gì ha. Ủa, sao mà anh gan dữ vậy? Anh gan quá. Thiệt luôn á. Nếu mà bây giờ mà là tôi không bịt mắt nha. Con gì anh? À, đây chắc là con lươn. Hay quá. Với không thể nào nắm được nó tụt. Rất tuyệt vời. Em thấy là các bạn nữ có thể trao thân gửi phận cho anh Trí rồi đó. Một người đàn ông rất là dữ mặt đúng không? Chuyện buồn không tên, nói đi anh em vẫn cạnh bên. Anh ở đâu, chàng trai của những nỗi buồn chìm trong màn đêm, chờ đợi anh ban mai. Nay anh đến đây cùng em đi khắp thế gian. Còn một ngày để sống. Này anh ơi, có hay em là hiện thân của một chú đom đóm? Dù mong manh thế thôi, em vẫn tỏa sáng lung linh khắp nơi. Dù ngày mai biết đâu em sẽ mở sân vào trong bóng đêm tối, em sẽ luôn cạnh anh. Là trái cây. Trái cây. Và à, Đố anh biết có thử thách gì không? Cái này chưa, không phải anh là chưa, anh quả cam. Mình thi dắt cam hay là thi ăn cam nhiều nhất có thể. Rồi, thì hiện tại bây giờ là trên đây là chúng tôi trộn lẫn rất là nhiều loại cam, thì có loại của anh, có loại của chương trình. Đó, thì bây giờ công việc của anh đơn giản thôi, làm cách nào để mà anh có thể tìm ra được cái nông sản của chính bản thân anh. À, có nghĩa là anh thực hiện luôn bây giờ hả? Dạ, đã thực hiện liền bây giờ. Anh đang làm gì mà giống như là hả? Ghê thật á ha. Công nghệ quá. Anh lấy cái điện thoại anh áp vô từng trái cam.
Ủa anh ơi, trái cam nó đâu có bluetooth đâu mà sao tự nhiên anh dịnh dịnh làm chi vậy? À, thì anh nói là anh có phép màu nhưng mà anh phải dò cho nó đúng phép. À đây, đây chính là trái cam của anh. Đâu? Ở sao không biết hay vậy? Thấy gì đâu ta? Không thấy gì đâu ta? Chị cho em mượn. Vậy là những cái trái còn lại là không phải là trái cam của anh đúng không? Đúng rồi, những cái trái còn lại không phải của anh. Thì hiện tại là trái cam này là trong đó nó có gắn con chip cảm biến về MSC. À. Có nghĩa là khi mà anh chỉ cần anh áp cái trái cam nó vào cái điện thoại thì nó hiển thị thông tin lên. Đây là cái thông tin mà anh đã gắn vào con chip. À, thế là nó sẽ biểu hiện về phía điện thoại của anh. Đúng rồi. Ở đây là các bạn, chỉ có một vài dòng chữ đơn giản thôi, up to smart với lại big green. Nó chỉ có hai dòng chữ rất là đơn giản thôi, mà cụ thể là hai dòng chữ này là nó tượng trưng cho cái gì vậy anh? Cái tên sản phẩm và cái tên doanh nghiệp. Bây giờ em không có tin, Ngọc Trai em bóc ra đi coi có cái con chip nào không. Giờ gắn đâu trời? Em một cái cam bình thường thôi, lột ra ăn đi. Bây giờ để em lột lại nha. Lột ra chị ăn nè. Ý, chị ơi, ở đây nè. Gắn ở ở dưới thân của cái trái cam. À, con chip rất là nhỏ luôn. Con chip đã được lắp đặt ở bên trong. Thấy chưa, thấy con chip chưa? À. Cái việc mà là anh gắn chip như vậy á, thì là cái vật liệu mà nó làm nên cái con chip này thì nó có dễ làm tổn hại tới lại cái chất lượng sản phẩm không? Tại vì á, mấy cái gì mà là về điện hay là gì đó mà là vào trái cây thì em sợ là nó rỉ sét rồi sao? Nó hư rồi sao? À, cái này là cái thẻ từ NFC nó rất là mỏng và cái giá thành của nó rất là rẻ. Có nghĩa là hiện tại giờ trên thị trường, ví dụ như đối với những cái sản phẩm mà có giá trị cao như là sầu riêng chẳng hạn, thì những cái sản phẩm như vậy thì làm sao để ví dụ như là mình biết cái sản phẩm nó xuất xứ từ đâu, người ta thu hoạch từ khi nào, về chất lượng như thế nào. Có nghĩa là ví dụ như là đối với một số cái nhà vườn uy tín á, thì đó là cách để họ quảng bá thương hiệu và không thể nào giả được, bởi vì mỗi cái loại thẻ NFC như vậy là anh sẽ gắn cho nó một cái gọi là một cái ID và anh sẽ kết nối online. Thì từ đó là họ có thể truy xuất được nguồn gốc của cái chai cam này sản xuất từ đâu, khi nào. À vâng, ở chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp với anh Đỗ Minh Trí, như Quỳnh đang thấy một người đúng là một người rất là miền Tây, với sự chân chất thật thà, hiền từ ngay lắm thẳng, hồi nãy giờ rất là nhẹ nhàng. Những điều đó thì rất dễ thương cho một con người, cái điều đó thì không có gì phải ngờ vực cả. So với Ngọc Trai chẳng hạn, Ngọc Trai thì lấu lĩnh, âm mưu, thủ đoạn. Chị, mình dùng cái từ là lanh đi chị, thôi, mình đừng có dùng cái từ âm mưu. Nếu mà so sánh một góc độ người phụ nữ thì như Quỳnh luôn cảm tình những anh như anh Trí hơn là Ngọc Trai. Tuy nhiên trong góc độ về khởi nghiệp á, thì những cái đặc tính đó đôi khi nó lại bất lợi. Tại vì mình nghĩ rằng để mình có thể tham gia một cái công việc mà nó đòi hỏi rất là nhiều cái áp lực như vậy, thì nhiều khi anh cũng phải lanh hơn, phải kiểu như là biết cách ứng biến hơn, phải bắt chụp các cơ hội hơn. Đúng rồi, lỡ gì sau này mà là anh muốn kêu gọi nhà đầu tư, không lẽ anh cứ tôi nghĩ là cái này là vậy thì sẽ rất là khó. Chỉ nghĩ thế nào về việc đó ạ? Mặc dù là anh là cái người đam mê công nghệ, thích nghiên cứu này kia, nhưng mà thật ra là cũng thích hoạt bát lắm. Nói chung là cũng thích giao lưu, thì thích gặp gỡ người này người kia nói. À, giao lưu gặp gỡ vậy đó là gì? Anh có thích văn nghệ không? Văn nghệ thì cũng biết chút chút. Đó, anh biết nhạc chút gì? Chút miền Tây anh thích nhạc gì? Anh có hát bài nào được miền Tây không? Nên gửi tặng khán giả của chương trình đi anh. Cái lướt rồi, giọng cổ. Cái lướt rồi luôn. Nhưng mà nông dân nhưng mà lại thích nhạc Lam Trường. À, Lam Trường được. Lam Trường được chứ không? À, xin mời anh Lam Trường hát bài gì? Tình đơn phương. Tình thôi xót xa. Tình thôi xót xa. Cái bài này hay nhá. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc khó nghe em cười. Anh đã biết con tim hoa dâng hoài anh hùng. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lâm lanh nắng, nụ hôn thơ ngay chào em rồi. Em yêu kiều thứ tha cho lòng đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu vòng thu tay sau, ngủ say em ơi. Không biết mọi người có để ý hay không, nhưng mà là khi anh Trí hát là
em thấy là anh có chất nghệ sĩ á, tại vì biết sao không? Đôi mắt của anh rất là u buồn. Mơ màng. Thế, anh buồn lắm anh kia nè. Mơ màng. Đó, cứ mơ mơ ảo ảo vậy đó, thiệt. Nói chứ là anh rất là gan đó, anh rất là can đảm luôn. Đây là lần đầu tiên mà là có người thấy không? Kiểu gần như là thả thính nhiều hình luôn đó. Hồi giờ cũng sợ chứ. Hồi giờ là ai cũng sợ, em là sợ duy nhất luôn á. Cảm ơn rất nhiều buổi sáng hôm nay, bầu không khí mà anh Đỗ Minh Trí mang đến. Có những sáng chúng tôi thổi lửa cho quý vị, thì cũng có những sáng chúng tôi giống như những giọt nước nho nhỏ của Big Green, thổi mát mọi người, thổi mát tâm hồn mọi người. Và mong rằng với những gì mà anh đang đi thì con đường này nó cũng giống như những hạt nước thôi, từ từ nhưng mà thấm dần vào đất và cho cây cối được xanh tươi. Cảm ơn anh Đỗ Minh Trí và đã đến với Cà Phê Khởi Nghiệp sáng nay. Và chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp được phát sóng trên kênh HTV7 các khung giờ 7 giờ tới 7:30, các thứ hai từ 6 hàng tuần. Và chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn khán giả.